Chú anh chị có thể nào hình dung được không? Ở đây là nước sông, nước ngoài sông nè. Nó bị nhiễm mặn rồi, nó bị xì vô nhiễm mặn rồi. Rồi ở đây là ảnh đi lấy nước ngọt ở trên cái ao. Anh em về anh đổ vô cái trong cái tấm bạc này nè, rồi anh mới hút lên anh tưới đồ. Giờ khỏi giờ vậy nè, nó chảy yếu quá rồi, lâu không? Tranh thủ chứ để một lát nữa là nó hết chảy rồi. Rồi à, chút là nó hết chảy. Nghỉ lát nữa thì người ta mới ra chuyển vô. Bà con mình giờ cực khổ quá ha. Rồi cực khổ lắm chứ đâu có bây giờ vậy chứ mà họ tới xế qua là nó hết nước chảy rồi. Rồi ở đây mình có người ta bán nước không? Ở đây có người ta bán nước không? Có cũng có nhưng mà nó họ chở tới chỗ mình cao lắm. Nhiều một khối 120.000 một khối. Trời đất ơi. Lấy được 6 can thôi, không có lấy được nhiều nữa. Là quy định là người lấy được 6 can hả chú? Một ngày thì lấy chỉ được có 6 can thôi, tại đông người quá thì bây giờ chia nhau để mình... 6 can vậy thôi chứ còn nhiều quá thì có người đem lại 10 can cũng đâu cho ta hứng. Rồi anh hứng nhiều quá người khác ta không có sao? Phúc xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang ở Gia Thuận, Gò Công Đông, Tiền Giang. Và mình cũng có coi trên một cái số báo đó, mình thấy cái khu vực này giờ đang hạn mặn rất là nặng luôn. Những cái dòng kênh đó thì giờ nó đã sắc nước xuống rồi, giờ nó mặn, có nước mặn, không có sử dụng được. Cho nên bà con đang thiếu nước ngọt sử dụng trầm trọng. Và mình cũng có xem được cái thông tin đó là chính quyền người ta cũng có hỗ trợ những cái đồng hồ nước đó, đặt đó, để cho dân lại xài. Nhưng mà do rất là nhiều thành ra bà con mình phải lại chờ để hứng nước đem về nhà. Và phía trước mặt của chú chị đó là những cái can nhựa để bà con có thể hứng đem về nhà đó của chú chị. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong và trò chuyện với bà con mình đây xem sao. Đúng rồi, cây nước tối. Dạ. Tối có nhà báo nữa mà là lúc đó là cây nước không có một giọt nào hết. Là cái tình trạng này thiếu nước này mấy ngày rồi cô? Nay hồi cái này là coi như là cái đồng hồ này gắn hồi thứ năm tuần trước. Ha. 10 giờ đêm á. Mà cái lúc chừng khoảng 4 giờ rưỡi là nó đồng hồ nước nó không có chảy lên tới cái vòi này. Dạ. Hồi tối này là khoảng 8 giờ là nước có chảy đi hướng từ yeah. Và tới khuya luôn. Yeah. Đó. Toàn là thức ban đêm, còn thí dụ như ở nhà này cũng mới gắn đồng hồ nước rồi đó. Yeah. Nước rồi. Cứ ở đây thì mình nhường cho người dân ta hơn thách đi, mình ở nhà phía bên nhiều khó hình thức. Đó chừng nào. Yeah. Chừng nào mà người ta nghỉ không? Người ta nghỉ mình hướng lo khỏi cái lá mình phải dành xài. Tại vì ở nhà có bằng ổn mấy đứa nhỏ đi học nè. Cái này là của riêng tư nhân mình hay là nhà nước gắn? Cái này là nhà nước. À. Cái nước này cây nước công cộng. Dạ. Miễn phí. Sẵn trong đây mà rằng mình quản lý cho cái đồng hồ đó luôn. Dạ dạ. Là một khu vực vậy là nhà nước thì sẽ gắn một cái đồng hồ để cho dân. Ngay ở tư đèn xanh đèn đỏ có một cái nữa đó. Dạ dạ. Cây số là có 2-3 giờ. Dạ. Anh chúng chạy lên đây nữa. Trên đây. Dạ. Đây giờ là mấy chú mấy anh đang xách can lại hứng nước. Một ngày mình hứng ra mấy can nè chú? Một ngày có nhiều thì hứng được 1 can, còn không có gì 4 can hả? Trời ơi! Nửa tháng rồi đó. Giờ vậy nè, nó chảy yếu quá rồi. Lâu không? Tranh thủ chứ để một lát nữa là nó hết chảy rồi. Trời ơi! Chút là nó hết chảy. Cái này vậy thì con thấy nó chảy nó cũng tương đối là mạnh. Cũng tương đối nhưng mà tới chừng chiều là nó hết chảy luôn. Rồi tới khoảng chừng 8 giờ tối á. Là 8 giờ tối mình vẫn phải lại đây hứng. 8 giờ tối hồi tối này là coi như tôi hứng tôi đợi tới 11 giờ luôn á. Dạ. Là mới được mấy can nước đó chứ giờ tới 8 9 giờ tối rồi mà giờ không tranh thủ hứng thì sáng người ta hứng đông á mình đâu làm được đâu. Dạ. Mấy là nó chảy hơi mạnh rồi chứ sáng nay cũng còn yếu. Dạ, đây là mấy cái can này là của chú rút lại. Chỉ có 3 can thôi, còn đó của mấy cái hộ nhà trọ ở đây. À, là ta hứng ở đây chú ta lượm. Tại vì mấy cái người nhà trọ này bây giờ ta đi làm gì mệt mỏi rồi, sáng ta ra hứng giờ ta nghỉ, dạ. Ta chuyển vô. Dạ. Rồi một lát nữa rồi ta nghỉ lát nữa thì ta mới ra chuyển vô. Bà con mình giờ cực khổ quá ha. Rồi cực khổ lắm chứ đâu có bây giờ vậy chứ mà họ tới xế qua là nó hết nước chảy rồi. Rồi ở đây mình có người ta bán nước không? Ở đây có người ta bán nước không? Có cũng có nhưng mà nó họ chở tới chỗ mình cao lắm. Nhiều một khối? 120.000 một khối. Trời đất ơi. 120.000 một khối. 120.000 khối đó. Giờ vậy sao tiền đâu xài?
Cái đó nước vậy. Giờ không có thì cũng phải mua. Cái đó nước giờ bán vàng á, giờ mua nước á. Giờ nước này là nước mắc hơn vàng luôn á. Thì bởi vậy giờ không có thì bây giờ phải ráng đi mà đi chở vậy chứ dạ. Nước sao mà đi mua nổi. Dạ. Như hình quà hàng ngày mà hỏi chứ nhà đông người mà bây giờ anh tính đi một khối nữa thì được mấy ngày đâu. Dạ. Này đi lấy nước này là chết hết một người rồi. Đi lấy nước này là chết hết một người luôn hả? Dạ. Một ngày lấy chỉ có 6 can thôi. Một ngày lấy được 6 can thôi, không có lấy được nhiều nữa. Là quy định là người lấy được 6 can hả chú? Một ngày thì lấy chỉ được có 6 can thôi, tại đông người quá thì bây giờ chia nhau để dạ, mọi người 6 can vậy thôi, chứ còn nhiều quá thì có người đem lại 10 can cũng đâu cho ta hứng. Rồi dạ. Anh hứng nhiều quá người khác ta không có sao? Dạ, mình nói chia sẻ ra phải không? Ta đợi lâu lắm. Dạ dạ. Mới chia sẻ ra. Bây giờ nó trống nè là hứng ấy chứ chút xế chiều là ta lợi đông lắm. Xế chiều là tới 3 giờ thôi, rồi từ 3 giờ tới 8 giờ tối là không còn chạy nữa. Dạ. Nó hết chạy luôn rồi. Vậy bắt đầu từ 8 giờ tối mới đổ lên là bà con mới tới 11 12 giờ đêm thì có nước thôi. Dạ. Đó. Nhưng mà bà con vẫn là đây ngồi chơi đợi. Rồi bây giờ là coi như mấy nhà trọ này hôm nay thấy mấy đứa em mới làm nhà trọ nè, dạ. Thôi bây giờ em để đây đi anh hứng giùm cho. Dạ. Rồi anh xách dùm cho về bển chứ tụi em sáng đi làm nữa rồi thức rồi sáng đi làm không nổi. Dạ. Nhưng mà thôi giờ cái hoàn cảnh của ta đã nghe anh đi làm ta ở nhà trọ nữa mà giờ không có nước thì thôi mình cũng giúp cho anh ta vậy thôi. Dạ, thương quá trời luôn ha. Giúp cho những không biết không? Chú biết không? Đó, mấy người già già đi làm hết rồi, đi lụm khổng vậy nè. Xách bốn cái can lại để đó. Đó, cũng thằng đó không có thằng ở nhà này thì cũng thằng này. À cô xách giùm luôn. Xách giùm cho nó, dạ. Xách giùm cho người ta rồi con tay trưa đi làm về chở. Cái cây nước này là cây nước, cái đồng hồ nước là của riêng anh. Nhà của mình. Dạ. Vậy nhà nước là mới thêm một đồng hồ nữa là cho miễn phí. Đây là của công nhân nhà nè. Dạ. Cái này ở nhà nè. Ở đó của nhà nước. Dạ, dạ. Rồi cái đâu dẫn vậy cho em lại coi cái nước của anh đây. Con nhà đó sẽ như vậy nè. Dạ, vậy đó hả? Rồi khoảng mấy giờ nó mới chạy? Nhưng mà tầm chắc cỡ 10 giờ đêm. 10 giờ đêm nó mới chạy nổi, 11 giờ đêm. Trời ơi, nó chạy vậy mình để vậy mình hứng luôn chứ. Sao giờ anh biết giờ lại sao giờ? Mà em nói anh nè, nó cứ tẹt tẹt, anh lấy cái gì anh lấy đi cho nó vô chứ nó không có nước ở đây nó uổng. Có cái co mà. Đó. Để vậy thôi. Đó, cho nó ra ngoài chút xíu. Trời ơi, cái nước là cô chú anh chị. Bây giờ bà con đây nó rất là khổ luôn. Mà tình hình hạn mặn này không biết chừng nào ta. Cái này là nước mưa. Dạ. Hạn quá đó rồi cái vợ á là nước ngoài tháo vô đâu được đâu rồi khô ráo luôn, ruộng kinh đầu khô ráo luôn à. Quay kinh đó. Dạ. Quay kinh kìa. Kinh chỗ nào? Đây nè, kinh này nè. À. Đây cầu nè, kế bên nè. Ở đây là cái xã gì? Xã Gia Thuận anh. Xã Gia Thuận. Còn cái xã Phước Kiển ở dưới này là nó cũng dưới là Kiển Phước. Ngã tư xuống tới cái ngã tư có đèn xanh là đỏ là Kiển Phước. Là nó cũng anh phải đi vô vùng sâu quá nó mới ấy rồi nè. Dạ. Chạy lên đây nè, chụp khoảng cây cầu nữa bên tay phải có một cái rồi quẹo qua phà quẹo ra kia nữa có một cây nữa. Dạ, cây nước cái nước đồng miễn phí không? Dạ. Đó hướng từ thùng bên tay phải, từ đây lên chẩn. Dạ. Chắc chưa cây số. Ở đây là bà con hứng sẵn để đây nè. Đó hứng giùm đó. Đó dạ. Cái bà này là bỏ lụm khủng đi chống gậy rồi nó hứng nó xách vô để đó đó. Dạ. Một lát con phải về ba. Con phải làm về con phải chở. Chở. Một ly vàng màu bí là chết tươi hết luôn. Này là thiếu nước là đi hết luôn hả? Này là của anh đó hả? Không không, có thằng cậu nó, nhà mà tội nghiệp lắm, người ta hứng nước đó là. Hứng từ can ở trong cái hồ, trong đây còn cái ao hồi xưa người ta móc đất lên để người ta làm nền anh. Còn cái hồ lớn, nhưng mà nước đó thì từ từ cũng rút. Cái hồ anh chạy lên 500m, mét ra trái nè. À. Hứng từ thùng tưới từ gốc luôn á, đi nhà này. Nhưng mà nó chịu đâu nổi không? Dạ chịu không nổi, cứu được cứu chứ còn giờ là... Bây giờ là hết nước luôn, dưới kinh luôn hả con? Không phải hết nước, nó vẫn còn sạch sạch nhưng mà nó bị mặn rồi. À. Bị mặn hết rồi giờ xài không được. Bị mặn là giờ mình xài không được không? Giờ tưới cây còn chết rồi không chi mình. Dạ. Giờ nó sắc lại. Quá trời giờ bà con đang hứng nước là chuẩn bị đem về nè cô chú chị. Bây giờ thì nhà ta cũng đã đi về rồi. Giờ xế chiều mát á chứ bà con cũng đã ứng một cái buổi sáng rồi. Hai can anh trước chở hai can trước nhà cho lẹ. Chở
thả vô đó, có nghĩa là nhiều em làm về đó thì nó bắt đầu từ bây giờ chở đi, bắt đầu từ bây giờ chở đi là chỉ nước sử dụng thôi, chứ giờ nước tưới cây là tiệt luôn là chú. Con thấy cái những cái vườn ở đây bà con đang trồng bí nè, hình như là thấy không có nước. Quá rồi luôn, giờ đồ em nghĩ năm nay chắc có thể là mắc dữ lắm luôn, đồ trái á. Giờ nó đèo hụt sao mắc anh? Không á, bởi vì nó không có nè. Không có nước. Đây nọ nữa. Quá trời luôn. Giờ đây là những cái đồ của bà con trồng nãy giờ hết nước rồi, nước kinh nó sắp rất là để mình đi là đẳng mình cho cô chú anh chị xem. Kinh thì còn nước nhưng mà giờ nó sắc mặn rồi, không thể nào tưới được hết. Đồ đạc cây gói rồi, nếu mà thời gian hạn mặn còn lâu nữa thì có lẽ là nó sẽ thiệt hại rất là nhiều luôn. Đấy. Để mình chạy ngang cái cầu này mình thấy là còn nước nhưng mà giờ nước đây không sử dụng được. Rồi. Không tưới được. Do mặn nó xâm nhập vô đó cô chú chị đây. Đây là giờ anh chủ đang sửa sẻ ống lại đây, chỗ này là đặng cho bà con lấy nước đây luôn anh. Cho lấy luôn như bà con là sớm ta đợi lâu thì là mở cho là của riêng của mình là cho luôn. Cái này của riêng bên nhà em. Dạ. Thôi thì cũng như làm từ thiện luôn đi cô ơi. Dạ. Cõi thì có thực sự có nước có 6.600 à? 6.600 nhưng mà tại sao lại chú này nói là bán 120.000 khó dữ ta? Là những người mà người ta bán nước á. Anh hiểu không? Còn nhiều đồng hồ em quay em đóng tiền có 6.600 thôi. Dạ, nhưng mà sao mà cái mức chênh lệch sao dữ vậy? 20 lần. Tại vì người ta cái những người mà ta chạy xe ba gác mà để người ta mua một đi lấy một cái bồn nước á. Dạ. Khối á. Người ta mua đậu xa đó. Dạ. Lúc đầu người ta chở về tới nhà cho anh trong hẻm. À, chở đến nhà rồi bơm nước cho anh luôn. Thì dạ. Người ta mới lấy 120.000, đó là gần. Nó là xa nha, gần thì 8 chỗ. Gần thì 8 chỗ. Theo. Dạ. Chứ không phải là lúc nào cũng ai vậy mà ở không thì cứ tới em xả nước nhưng dạ. Mà có thể là chừng 4 can thì 120 lít thôi. Còn dạ. Khi anh mua một lần tới 1.000 lít luôn mà. Dạ. Giờ bà con ở đây là tạo điều kiện tất cả luôn. Chính quyền rồi chính quyền nhà nước dạ. Hỗ trợ chính quyền rồi bà con mình cũng phụ thêm để, thấy không có cũng phụ thêm giờ nó ở đây thì giờ nói giờ nước á, thì nó hiếm như vàng nhưng mà bà con ra chắc đông vui lắm ha, vui. Ngồi chờ rồi cái nói chuyện này chuyện kia giờ có cây nước dưới kia với lại dạ. Hôm qua mà có mấy xe nước từ thiện còn dạ. Mà không là bằng giá tối thì vui lắm nhưng mà cỡ chừng tới phía đó mà canh nhiều quá đợi chờ nhiều quá wow. Nhiều khi quạo cừu lộn nữa thiệt á, đây nghe không được là cái chủ nhà thôi, chủ nhà đây là chủ nhà nè, ngủ nghe không được là chủ nhà nè dạ. Là cái tình trạng này là nửa tháng hả cô? Hôm qua là có anh Vũ ở Gò Công á, anh liên hệ với mạnh thường quân ở Sài Gòn gì đó mà đem xuống già với á, nhà của xã Tân Phước là như 20 khối nước. Qua thấy bà con dưới thì lấy nước. À, rồi ngay chợ Tân Phước. Ngay chợ Tân Phước em thấy có phát nước. Ở ấp 3 Tân Phước, đem xuống ấp 3 Tân Phước ngay đền thờ Trương Định nữa. Ở ngay chợ Tân Phước em thấy có phát nước miễn phí nữa. Là bà con. Bồn lớn á, bồn lớn ở bên Vũ rồi bà con. Này bên băng của ông Vũ á là có về với ngang ngã tây rừng già với hai xe sáng này nữa đó. Là ở trên Cần Vuột Cần Đước ở trên con cũng lúc trước cũng có đi xuống đây nữa đó. Lúc trước cũng có xuống đây, nhiều khi con đăng tải bà con như chảnh thấy ta xuống ta cho thêm cho bà con mình đây đỡ. Nói chứ giờ nó không có nước nó không có làm gì được hết. Ăn uống giặt giũ. Dạ. Tập thời tiết này lúc này nó khắc nghiệt nữa mà không có tắm được nữa rồi thua luôn. Quá trời rất dạ. Ăn thì mình chạy mình mua thiếu rồi còn nước dạ. Mình mua đâu. Ăn có thể cô và cô ra cô hái những cái rau hay cái gì là mình ăn nó thì cũng được. Dạ. Mà có bây giờ cô hạn nước nè, bây giờ không có nước nè, cái kinh nó giờ nó cạn rồi mà nước mặn nữa. Giờ đó là không có bơm nên sử dụng không được luôn. Không có sử dụng cái được. Đó là tưới cái đâm bọng bí này là xuống hết luôn. Tưới là chết á. Tưới chết á. Dạ. Bên đó của nhà gò của ta tập á thì chở gì đây tưới thôi chứ đâu có còn. Dạ. Là cứu này được nhiêu thôi nhưng mà cái năng lượng nó rất là ảnh hưởng luôn. Năng lượng năng suất nó không bao giờ có.
nó cạn rồi, nó cũng còn nước phèn nữa rồi, nó giờ cứu đảo vậy thôi. Đây 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 là xe bán đây hả? Đó là một, đó là một khối nước ha cô. Dạ. Nếu mà ở đây đậu là được 80 ngàn một bồn. Dạ. Còn đi xa xịt xuống kia là 100 ngàn. Dạ. Vô trong rừng sâu nó 120. Dạ. Còn rút con xuống dưới mà ao Vinh ở dưới kia là 150. Dạ. Ao Vinh là như của ông gì ông Năng? Trương Anh Hùng dân tộc Trương Công Định. Dạ dạ. Chăm lắm. Dạ. Thôi con cũng cảm ơn mấy cô, mấy anh, mấy chú ha. Cũng nhờ mấy YouTube này đăng tải lên, là nhờ mạnh thường quân giúp đỡ cho dân ở địa phương ở đây ha. Dạ, chút xíu nữa có thằng em con xuống nữa. Rồi, nó trở lại đây nó nói chuyện. Anh cho em hỏi thăm là cái tình trạng mà nó khan hiếm nước á, hạn mặn như năm nay nè, là bao nhiêu năm rồi nó mới xảy ra lại anh? Em đi làm ở Sài Gòn em. 4 năm bị một lần á. 4 năm nay mới bị lại. Ở đây giờ xe phát gì ta? Bốn năm hả anh trai? Đại dịch đó anh, hồi 2019 bên dịch, rồi xong 2020 là ở đây dính một đồng nữa. Là nước, lúc đó mới vừa dịch mà vừa đi hứng nước. Vừa dịch con dành tùm lum tùm la hết. Vừa dịch dịch mà lúc đó là đang giãn cách mà sao mà lại hứng nước? Không, lúc đầu á chưa giãn cách đó. Chưa dịch. Là cái thời gian đó là 19-20 á, 19-20 là cái thời gian thời điểm dịch là ở đây vẫn hạn mặn một năm đó. Dạ đúng rồi, trời, kinh đi qua được luôn mà. Khô luôn đi qua được, dài bỏ chừng nửa tháng nữa anh lấy kinh từ đây đi khỏi đi cầu. Đúng rồi. Bắt đi bộ qua luôn, đúng rồi. Đi cầu chi cho nó mệt. Thường khi là cái sông này giờ còn là bà con cũng hút nước lên để mà tưới tưới đồ đồ. Rồi năm nay thua luôn. Lẹ quá. Không, em nghĩ nó còn hạn chắc cụ cả tháng nữa chứ. Vì vậy nay mới có tháng 2 à. Bây giờ mới bắt đầu anh. Thường thường trời mưa là phải cuối tháng 3. Dạ, đúng rồi. Vậy là bà con này mới bắt đầu đó, chứ còn tầm nửa tháng nữa mới mệt đó. Là bà con mình này là vất vả luôn á. Dạ đúng rồi. Thì tối ngày chỉ ăn đi kiếm nước không chứ không kiếm gì nữa. Hàng ngày thì ăn xong đi làm để kiếm tiền. Còn giờ hiện tại với thời điểm bây giờ thì ăn để đi kiếm nước, để có nước sinh hoạt. Mình thì người dân mình cũng đỡ, nhưng mà tội là mấy người công nhân ở nhà trọ. Cứ lại những người già lớn tuổi neo đơn á. Bây giờ ta đâu có tiền đâu mà người ta mua nước đâu. Ở đây mình có cái đội từ thiện mà những cái người già neo đơn mình chở mình cho không ta? Có anh, có hết á. Có nhiều lắm, ví dụ em vợ lát ấy rảnh lúc nào rảnh là đội từ thiện. Dạ tự nguyện. Ở đây là tự mình làm thôi chứ không phải là có đội từ. Anh với chú này là đi chở cho luôn. Giống như mình ông anh em hứng cho người ta thẳng. Dạ. Tí xíu là để lên xe đó anh kéo nhà. Cả nhà cho mấy bà già về. Tự tâm mình làm. Ở đây là tự tâm không mà. Còn cái đội mà là anh chiếc xe này là của anh, xe lon này của anh luôn. Anh hứng anh chở cho mấy cái người đó luôn. Rồi chút xíu nữa những người già nào nó ấy. Mình kéo nó là bà mẹ, đồng của đàn ông thanh niên. Đàn ông người tự làm xe đó là thường thường là chiếc xe lôi đó là mấy bình nước này nè, em đi lên ao cho nó đặng hứng đặng tưới bắt cái nhận bầu. Là anh có trồng đồ cho anh. Đó trên đó trước đó là anh. Đi xe lôi đó là anh hứng ở trên kia anh về anh trồng này, cái này là của anh. Nè ra đây em chỉ như vậy nó mới thực tế nè. Dạ. Mà em thấy nó cháy tùm lum mà ha. Giờ ổng cái nước lỡ tưới dưới kinh lên đó ngày hai ngày á. Trời ơi nó cháy nó cháo luôn. Dạ nó cháy hết. Hiện tại hạn hán của chú anh chị, nước ngập mặn, không có nước để sinh hoạt. Những cái cây cối mà cô chú quét ở đây trồng đều bờ đồ này cháy cháo luôn rồi cô chú anh chị. Những cái đám này ở đây em người anh trai mới trồng nè. Mới vừa cái này mình thu hoạch chưa anh? Thu hoạch mới có phần là bị rồi, bây giờ phải làm nó cái bạc vậy rồi đi hứng nước hồ xong vô mới bơm vô chỉ tưới xương thôi chứ là anh tưới nổi. Cái này là anh hứng anh đổ nước vô đây là anh tưới đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Cái kinh đó, kinh đó là ông nói chừng nửa tháng nữa đi bộ qua bản được. Ồ, cái kinh rộng lớn vậy là cô chú anh chị bắt qua một cái cầu mà ngô gần cạn luôn.
Cái con sông này cũng rộng lắm mà anh ha. Dạ rộng, đây nói liền với sông mà. Ờ đây nè cô chú anh chị có thể nào hình dung được không? Ở đây là nước sông, nước ngoài sông nè. Nhiễm mặn rồi. Đó bị nhiễm mặn rồi, bởi vì xì vô nhiễm mặn rồi. Rồi ở đây là ảnh đi lấy nước ngọt ở trên cái ao. Anh em về anh đổ vô cái trong cái tấm bạc này nè, rồi anh mới hút lên anh tưới đồ. Tưới xưa chứ không dám tưới nước. Ngày xưa này chỉ có hơi dạ, nước thôi cho nó cây nó sống thôi. Dạ. Rồi nói nghe thấy thương quá, giờ ở không nữa cái đi chở đồ cho bà con. Nói nghe thấy thương quá. Có bà con nào ta đem nước xuống. Này là cái cây nước của nhà nước cho ha. Nhà nước cho. Dạ. Nhà nước mở ra là cho dân người ta xài. Tại dân không có rồi cho mà dạ. Dân chẳng xài nè. Dạ. Mà nước mà không có nước chết luôn. Dạ, ở đây là mình thiếu nước bao mấy bao nhiêu ngày anh? Thiếu nước này gần tháng rồi. Gần tháng hả? Rồi kinh đầu là nhiễm mặn hết rồi hả cô? Kinh là chẳng queo luôn rồi, khô luôn rồi. Khô luôn hả? Ở đây còn có chút xíu nước mà chè chè rồi hết. Ồ, đây chở 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 thùng ra nữa nè. Này là của mình không hả cô? Ở đây chở gương chở lần được mấy thùng? 4 thùng. Ờ mạnh dữ à. Chở lần 4 thùng. Cái này giờ con chở lần 3 thùng hả? Con lát còn chở vô chứ nữa hả? Sao 4 thùng đây rồi chở vô nữa. Ờ giờ. Nước nước này chú không? Ai chú không? Cái cảnh này con giống thấy giống hồi xưa quá ta, hồi cái lúc mà nó không nước á, giờ đi gánh nước á. Rồi đó gánh nước là khác nữa, mấy chục năm trước nữa. Dạ. Cách nay 4 năm là không có nước là người ta chở tới cho luôn á. Dạ, là không có, ở đây là không chảy giọt nào luôn mà. Dạ. Người ta chở đâu ta từ thiện tới cho mình mặt trời luôn. Dạ. Còn giờ là có như vậy là người ta cũng lâu ta chở xuống xe hay xe cho mình, ngày qua ta có chở xuống cho mình thôi luôn à. Dạ. Cho mấy người là ta không đi chở được á, cho người ta hướng. Dạ. Bây giờ nước này là nó còn quý hơn vàng nữa ha. Dạ. Quá trời luôn, bây giờ thùng bây giờ nổi sắm thùng này không có tiền. Quay rồi. Trời ơi, 30 mấy 40 ngàn cái bình vậy, mỗi lần hứng nước phải đi mua một cái bình vậy đó. Là bây giờ trưa phải không anh? À như ví dụ hồi tối khi người ta đi tanh thủ người ta đây. Đông dữ lắm. Là tối nay có không? Có chứ mà 2-3 giờ. Sáng đêm luôn á cô. Trời đất ơi, giờ đâu có người ta hứng á. Vậy cô có hứng không? Không, nhà con nước con xài nước này ngay đây luôn nè. Đây mà đều có cái đảo tự kháng mà chảy cũng chiều dân hơi ta hứng quá, quách chảy nè. Dạ, thôi giờ mình tranh thủ ở nhà mình hứng. Đâu có đi nhà xài không có nhiều. Lại đứng đây. Dạ. Nhà xài không có nhiều rồi, mới cũng mới vô Tết chứ đâu. Thấy cái cảnh này giờ cực khổ quá trời luôn. Hôm nay là cái này mới 3 bữa à. Mới là nhà nước mới cho 3 ngày. Là mình thiếu nước là nay tầm 1 tháng nay, nhưng mà là mình đi nha, đi ra đây mình hứng là 3 ngày. Đầu này dạ. Đầu kia mà còn ở đây là mới 3 ngày nay thôi. Dạ. Từ từ ta làm chứ giờ làm sẽ đi nhiều quá đâu có sẽ đâu. Dạ. Trăm mấy chục ngàn một lít ha, một khối nước cô. Chở tới nhà là 100 mấy chục ngàn mà mua 2 khối là 300 mấy chục ngàn. Dạ. Ta chở tới nhà nó bán. Nước bây giờ mắc hơn vàng. Có gạo ăn mà không có nước uống. Dạ. Mới đây là 3 bữa nay mới xuống đây giờ là thấy xe là gác yên vậy là biết chở nước rồi đó. Ở đây thôi tôi phi bữa nào sáng đêm đi đến nước đó. Dạ. Đâu rồi? Đây là mình xã nào cô? Xã Gia Thuận. Ấp 6 xã Gia Thuận. Ấp 6. Mình có quy định là một người phải lấy bao nhiêu thùng không? Ai rảnh giờ nào là đi chở giờ đó phải không cô? Ai rảnh là chở. Dạ. Tại vì bữa nay chủ nhật không có ai chở. Chủ nhật bằng ngày có nhiều ra có người mấy... có nhiều là mình phải chia ra cho cái cả trận chiến là mới mình mới tính sổ được. Nãy ở trên kia là nói là một người là được 4 can để tới người khác hay phiên. Đúng, ở dưới hơi đông. Ở dưới đông. Đông thì thay phiên ra nhảy vô cái chỗ đi. Ở đây chứ phần mấy người này là không có bằng công ty nên ta mới chở cho. Dạ đúng rồi. Mấy người công ty là chiều. Dạ. Chiều về bắt đầu là nhường bữa nay á. Bữa nay chủ nhật không có giữ cháo nên nó vô húng giờ mà. Dạ. Chứ phải mà cả mấy cũng giữ cho mấy nhỏ đi mà. Bây giờ ăn là đi canh lấy nước vậy không à?
chứ làm gì nữa, không lấy nước, không lấy đâu rồi, có đâu rồi, để về xả. Mà bây giờ trồng cũng không được luôn, không có nước trồng luôn nữa. Dạ. Giờ khô queo nước cả hết rồi đấy. Đi đâu rồi, giờ hồi đó đi đồ có nhiều, giờ đi lắp hết rồi. Cái kinh trước cửa này khô queo luôn rồi. Nước nẻ luôn rồi. Dạ. Cái kinh trước cửa nhà cô á hả? Nước luôn. Mấy kinh này nó sâu rồi cô. Dạ. Cái lỗ mấy cái chỗ mà cô ve nó móc hơi sâu á thì còn không còn được khúc nước, nay khô nước thì giờ lòi bùng lên luôn rồi đó. Dạ. Ở đây giờ nước mặn vô. Còn mấy cái chỗ mà nó cạn cạn là nó khô trắng rồi. Dạ. Nước mặn tràn vô bình tới mà mặn chết rồi. Xả nữa vô đặng nó cái lồng kinh nó không có sạc. Nó bị sạc. Nhưng mà kinh mới đó. Năm nay đúng 4 năm. Nước xuống cái này sẽ. Ừ, đúng rồi đó. Tại vì 4 năm là tái lại phải không cô? Tái lại rồi 4 năm. Dạ. Năm nay tái lại nữa rồi. Tại vì giờ cái kinh nó khô là ta sợ sạc, ta mới xả cho cái nước mặn vô để giữ cái chân lại. Dạ cũng đúng rồi, đúng phải rồi. Mốt trời mưa là nó sụp ráo luôn. 4 năm mà mình chạy ra mai mốt nước mình đứng đỡ mặn vô mai mốt. Dạ. Mới chết. Nhớ cái năm đó xe nó xuống đây nó cho mình dân vô đây xe đó cho mười mấy khối mà. À đúng rồi. Thì mười mấy khối luôn chứ. Dũng em không có cho hay dân ra hứng gì ta tự. Phải vậy. Xe xuống không có cho thấy dân không phải ra không có nước ta đi chở nước. Đây giờ là cô chú chị giờ nó tầm khoảng gần 11 giờ mấy mà giờ người dân ra hứng nước vậy nè. Phú quay lên những cái clip này là hy vọng những cái cô chú nào á mà có lòng phát tâm á mình cho nước á mình đem xuống cái địa phương Gò Công đông á cô chú anh chị. Cũng rất có. Dạ cũng có rất là nhiều không phải mình lắp sáu mình không, tại đây mình với kia luôn già rồi luôn đi ra là nguyên lắp sáu xả luôn, nguyên cái xả cho thận luôn. Cũng có rất nhiều là cái đội mà từ thiện cho nước tô xuống, nhưng mà nhiều khi người ta cũng chưa có biết cái chỗ này rồi, để tụi con quay thì có ai mà người ta phát tâm đó người ta chở xuống người ta cho. Giờ nước nó quý hơn vàng luôn cô chú chị. Cô chú chị xem là gần 12 giờ trưa mà giờ là hai ông bà với đứa con ra hứng, đứa con ra chở. Chứ thương không? Không có chở đâu.